Alo, alo, các bạn nghe rõ không ạ? Nào, chưa ai xem nhỉ? Bây giờ mình thử test livestream nhé. Và đã test rồi. Các bạn nghe rõ không ạ? Thì đợi thì đủ khoảng vài chục người bắt đầu chúng ta bắt đầu nhé. Bây giờ hơi ít người chút. Vâng, chào các bạn. Chủ đề hôm nay thì hướng dẫn tạo website thì hôm qua mình đã hứa không? Hôm qua tự nhiên lúc đang chuẩn bị làm thì mạng nó bị chập chập một chút nên là không không quay được. Hôm nay mình quay bù. Chào bạn nha. Thì chúng ta cố gắng đợi khoảng 5 phút nữa sẽ bắt đầu nha. Đợi 5 phút nữa. Ok, chào bạn. Các bạn cứ thả tim like nha. Nếu mà nghe rõ thì hãy comment là rõ thì mình biết. Comment là rõ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Nghe rõ rồi đúng không ạ? Thì là cái buổi livestream này sẽ về tặng bot chat. Thì ở cuối livestream thì mình có một số các cái quà tặng, một số quà tặng rất đặc biệt. Thì là các bạn hãy theo dõi mình, cứ theo dõi mình thì cuối livestream sẽ tặng quà cho các bạn nha. Và cuối livestream có phần hỏi đáp nữa, thì là bạn có hỏi gì về các cái liên quan đến cái bot chat hay là về kiếm tiền trên mạng hay nhờ đấy, thì bạn cứ inbox hỏi mình hoặc là chat hoặc là hỏi trực tiếp ở đây thì mình sẽ trả lời cho bạn nhé. Chúng ta đợi khoảng 3-4 phút nữa để cho các bạn vào đúng 9 giờ tối nhé. Thì 3-4 phút nữa các bạn vào đông đông thì mình bắt đầu. Đông thì nó động lực hơn, làm nó thích. Các bạn lại cứ like, thả tim nhé. Rồi cho hãy share tường mình để cho nhiều người được biết những cái giá trị này. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn Hoàng, ok. Cho anh muốn nghe nhà. Đây là khoảng 2 phút nữa chúng ta bắt đầu. Ok. Cảm ơn. Vâng, chúng ta làm quen chút được không ạ? Thì các bạn cứ comment cái tên của bạn ở bên dưới thì cứ thêm bạn lên mình thì cứ inbox với mình sẽ đồng ý nhé. Vâng, ok. Đợi 1-2 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Chào ai xem. Ok. Đó, chủ đề thì vẫn như vậy thôi. Các bạn thả tim nha, nhớ share này, nhiều bạn còn biết đến cái bài này để share vào tường cho mình để cũng chia sẻ giá trị. Ok, cảm ơn. Thì mình muốn là nó đông đông khoảng độ 3-40 bạn thì đã bắt đầu. Khoảng 3-40 bạn thì lúc đấy thì có động lực nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, tặng quà nhiều hơn. Rồi, ít các vào. Tạm bot chat. Thì chúng ta bắt đầu luôn nhé. Ok, bắt đầu luôn để đỡ câu giờ các bạn. Nếu mà ai chưa xem rồi thì xem sau. Thì đầu tiên là cái chủ đề hôm nay chúng ta thì tại sao mình làm cái chủ đề này. Thì trong thời gian qua thì mình có được trải nghiệm cái bot chat automation. Mình thấy nó rất là hay. Và cũng nhiều bạn được vào hệ thống của mình thì cũng thấy rất là thú vị đúng không ạ? Thì các bạn đấy có inbox với mình hỏi làm thế nào để em có thể tạo cái đấy, rất nhiều người hỏi, 100 người hỏi cùng một lúc
thì mình thì là mình chỉ có thời gian là hướng dẫn là nhiều người cùng một lúc, không thời gian trả lời từng bạn một, nên là mình quyết định tạo cái livestream này để hướng dẫn tất cả mọi người cùng một lúc ấy. Thì là một cái công cùng một công thời gian của mình thôi, thì có thể nhiều bạn cùng nhận được cái cách làm đấy. Đấy. Thì là đầu tiên thì mình cũng demo luôn là bot chat này là cái quái gì, mình vẫn thích vậy nhá, mình demo nhá. Thì các bạn có thể vào cái trang để demo đây, có trang là m.me, m.me là chéo Đức Hoàng Z, trong web của mình là m.me là chéo Đức Hoàng Z. Đây là cái Messenger của Facebook không? Các bạn vào các bạn đăng nhập, các bạn đăng nhập với Facebook. Đấy. Khi bạn mới vào nó có nút start ở đây thì bạn ấn nút start nhá, ấn nút start đấy. Thì khi vào thì bạn start đấy, thì ở đây sẽ hệ thống automation sẽ tự động trả lời cảm ơn bạn theo Đức tôi sẽ kiếm bla bla đấy. Đây là cái hệ thống tự động trả lời, bạn có thể gõ một số từ khóa cũng như kiếm tiền là. Nhớ là viết kiếm tiền, viết liền không dấu, kiếm tiền viết không dấu đấy. Nó sẽ chào Hương Mai, bạn có muốn tham gia group hướng dẫn kiếm tiền UBK không, ấn có phát đấy, nó sẽ trả lời mình chúc mừng bạn nào là một trong 50 người tham gia group, mình sẽ hỗ trợ bạn tham gia này thôi. Mình sẽ nhảy ra cái link của group, group của mình hỗ trợ các bạn. À, kiếm tiền online là những cái hình thức kiếm tiền của affiliate là chủ yếu. Dạ, mình là Royal Group để có thể chúng ta là kết nối với nhau và hỗ trợ nhau cùng phát triển, cùng kiếm tiền trên online nhé. Và các bạn mình có thể là một số demo khác, ví dụ như là PVN chẳng hạn này, hoặc là 12 ebook, mình bạn gọi 12 ebook của Enterprise. Mình người bạn 12 group làm giàu hay nhất mọi thời đại, ấn vào đây để tải ngay đấy. Đây là cái cách mình tặng quà các bạn, đây là 12 group nhận ngay 12 group làm giàu hay nhất mọi thời đại đấy. Đấy, cái demo trông nó rất đơn giản, nó hay đúng không? Nếu mà bạn thấy hay thì hãy comment hay cho mình, comment hay nha đấy. Cái này thì nó ứng dụng vào cái gì, nó ứng dụng nếu mà biết ứng dụng nó vào hệ thống bán hàng tự động hoặc hệ thống chăm sóc khách hàng tự động thì thấy cực kỳ kinh khủng, bởi vì nó giúp mình gần như là automation đấy, mình gần như là mình đã phải làm rất là ít việc. Thì đầu tiên là mình muốn nói là cần một quà tặng livestream, ai muốn tặng quà thì hãy comment xuống dưới đây là quà, comment xuống dưới này là quà. Ai muốn tặng quà không? Đúng rồi, thì cuối là chuyện này mình sẽ tặng các bạn một số món quà nha, hãy comment quà nha, comment là quà. Đây thì là cái quà tặng của mình là gì? Mình có hai bộ ebook, bộ ebook đầu tiên là 30 ebook về Facebook marketing hot nhất năm 2017, bộ ebook cực kỳ hay luôn, mình đọc một số ebook ứng dụng cực kỳ hay luôn. Và cái bộ cái ebook thứ hai hôm trước mình cứ sưu tầm trên mạng thì nó là 100 ý tưởng nghệ thuật đăng bài trên Facebook, cái này là cho bạn nào viết content nó bí nội dung ấy, thì mình có thể lấy cái này đấy, lấy cái bộ ebook này để viết cực kỳ hay luôn, cực kỳ giá trị. Đây là hai bộ ebook của livestream mình sẽ tặng cho các bạn nha, bạn thấy hay không ạ? Rồi vừa xem livestream miễn phí vừa được tặng quà thấy hay. Thì là đầu tiên là tại sao mình lại làm cái này, thì cái này là gì? Auto trả lời khách hàng theo kịch bản đấy, bạn nhìn không đấy, nó auto nó tự động trả lời hết, mình chỉ cài đặt một lần thôi nhá, nó tự động nó trả lời hết cho mình, cảm ơn bạn rất gọi bla bla bla, mình có thể gọi là ví dụ như click bank cả click bank đấy, thì nó lại tự động trả lời luôn, cái này hay lắm nhé. Ví dụ như khách hàng thường thì khách hàng bạn ấy thì nó sẽ trả lời một số cái câu câu hỏi thứ hàng với câu hỏi giống nhau đúng không,
bao giờ ship chẳng hạn. Đấy, ví dụ họ hỏi câu bao giờ ship, đúng không? Câu này thì rất nhiều khách hàng hỏi, đúng không? Hoặc là ship mất mấy ngày, tiền ship mất bao nhiêu tiền. Đấy, một số cái câu của cô khách hàng rất hay trả lời, thì mình ép cái câu trả lời đây vào hệ thống của mình, thì dần dần đấy là hệ thống của mình hoàn toàn tự động hết với những câu trả lời hoàn toàn tự động. Thì tí nữa mình sẽ demo cho bạn sau, nói lên nó bây giờ các bạn mình chưa hiểu, thì hệ thống nó tự động trả lời cho kịch bản, tự động chốt sale khách hàng, tự động chăm sóc khách hàng, lập lịch, tự động gửi tin nhắn hàng ngày và rất nhiều các ứng dụng khác mà mình chưa nghĩ ra. Có nghĩa là nếu mà bạn áp dụng cái này vào hệ thống của bạn mà các bạn biết cách áp dụng này, thì nó cực kỳ kinh khủng. Thì đây là mình chỉ mới sử dụng một số tính năng cơ bản thôi. Đây thì mình demo luôn nhé, demo luôn cho bạn. Thì cái trang web chúng ta là gì, hướng dẫn nhé, đây là hướng dẫn nhé. Trang web của chúng ta là manlychat.com. Thì là các bạn, nếu mà các bạn ở đấy mà có máy tính ấy, ở đây ai có máy tính không? Nếu mà có máy tính thì hãy comment xuống dưới đây là có nha. Comment xuống dưới đây là có thì mình còn biết. Bạn có máy tính không ạ? Rồi, ok. Một số bạn có, một số bạn không thôi. Rồi, nếu mà các bạn có máy tính ấy, thì là mình khuyên các bạn là bật cái màn hình bật mình livestream bé đi tí, nó bé tầm đây, bé một tí đi đấy, xong rồi bật luôn máy tính để thực hành cho mình luôn. Các bạn hiểu không ạ? Thì là khi mình thực hành luôn thì mình sẽ nhớ luôn, nên nhớ là khi chúng ta xem chúng ta nhớ được khoảng vài phút thôi, nhưng mà khi chúng ta làm thì sẽ nhớ rất là lâu. Các bạn thấy đúng không ạ? Thì là khi mình làm cái bước làm thì các bạn thực hành luôn, thì lúc ấy bạn nhớ rất là lâu, bạn hiểu rất là lâu. Ok các bạn, thì ai có máy tính thì thực hành luôn nhé. Thì sau khi hết livestream thì bạn phải xem lại livestream đấy, xem lại livestream này nhá. Cháu em là manychat.com nhá, các bạn đăng nhập vào manychat.com này, nó trình duyệt bạn đăng nhập đấy. Click vào Restart Free, click vào Stay with Facebook. Nếu mà mình nói nhanh quá thì các bạn cứ comment xuống dưới. Các bạn thấy tim không có bị lag nhá, mà comment xuống dưới là nhanh quá để mình biết được mình làm chậm lại. Đây, Stay with Facebook. Tiếp tục. Ok. Đấy, cái này thì nó bảo là bạn cần ít nhất một cái fanpage để có thể sử dụng này. Thì mình vào mình tạo một fanpage thôi, tên là cái phần chọn là tổ chức cá nhân mình sẽ diễn viên hoàn hơn để tạo fanpage nhé. Thì muốn sử dụng cái hệ thống Manychat này thì bạn cần có một fanpage để nó kết nối với cái messenger, cái tin nhắn của cái fanpage đấy, bạn hiểu không ạ? Khi mà nó kết nối với tin nhắn đấy thì nó sẽ tự động trả lời tin nhắn qua cái fanpage đấy. Vào manychat.com. Đấy, mình đã tạo xong một fanpage tên Hoàng Hương nhé. Connect thì nó sẽ kết nối với cái fanpage Hoàng Hương này. Đó, đơn giản ạ, rất đơn giản. Mạng hơi chậm một chút, bạn đợi chút luôn. Hoặc chậm đi. Đấy, cái này nó có nhiều á, cái hệ thống AutoChat này. Còn một cái trang web nữa mình giờ trước mình dùng ấy, nó là Chat Fluence. Đây, trang web này các bạn có thể vào cái trang này chat luôn chẳng còn. Cái nó cũng nhiều chức năng, nó nhiều chức năng hơn cái thằng Manychat này. Mình thấy cái thằng Manychat thì dễ dùng, dễ cài đặt này. Còn thằng này
biến theo code. Không nào có cái code load gì khác này, code PHP PHP nhỉ. Thì có thể là dùng này để tạo hay lắm, nhiều cái hay lắm, nhiều cái hay lắm. Tí nữa cuối là truyền demo cho cái sức mạnh của thằng chat luôn này, cực kỳ kinh khủng nhá. Thì bây giờ mình muốn là hướng tới những cái bạn chưa biết gì cũng có thể là làm luôn, cài đặt luôn được một hệ thống tự động chat như cái thằng vừa lấy đều ạ. Rồi đây nha, khi bạn đăng nhập xong nó ra cái màn hình này thì bạn ấn bỏ qua hết cho mình nha, cài nó rồi tiếng Anh người khó chút, skip luôn nha. Thành nét đủ gì nhỉ? À, đúng rồi nhá, skip this step này. Thành luôn này. Xong, đấy, bỏ ai qua nhanh nhanh. Gì này, clear luôn. Đấy. Thì giao diện nó rất đơn giản nhỉ. Manager đúng không? Thì đầu tiên là cái dashboard này. Cái này sẽ hiển thị thông tin những cái người nào đang follow mình. Đây là cái fanpage mình vừa lập ấy, thì nó chưa ai follow đúng không? Thì thử vào cái fanpage của mình nhé. Fanpage của mình đang sử dụng cái nhân của mình manager đúng không? Vào phần WhatsApp thì bạn sẽ hiểu hơn là cái gì. Bạn cùi thế nhỉ? Đây nhá, có gì hiển thị là subscriber, tức là những người đã theo dõi mình. Let subscriber là gì? Cái let với cái này khác nhau cái gì? Cái này thì nó sẽ là những người mà tương tác lại với mình. Subscriber là những người mình gửi nhắn của người ta không tương tác lại thì người ta không nhắn tin lại. Unsubscribe thì là người không theo dõi mình nữa. Bạn đợi chút nha. Đấy. Bạn đợi chút nha. Ở đây rồi. Ở đây, và rồi. Đây là cái giao diện của mình này. Dù mình có 471 ông đang theo dõi mình. Đấy nhá. 471 ông subscribe. 315 ông subscribe. Subscribe khác cái này gì? Khác ở chỗ là những ông này thường xuyên tương tác với mình, còn những ông còn lại thì ít tương tác. 18 ông subscribe. Đây là nó cũng hiển thị luôn cái thông tin hàng ngày qua nhiều ông tăng lên nhà này. Đấy, hay quá. Đấy, tiếp theo mình vào phần audience này là gì? Audience nhá, đó sẽ hiển thị thông tin những người mà đang theo dõi mình, hiển thị về avatar này, tên này. Đây mình thử mình sẽ gửi cho họ cái đường link này, gửi cho người nào mà muốn chat với mình cái đường link này sẽ gửi trong này nhá. Này vào được rồi, đợi chút. Rồi, đi được. Đi được. Đây. Audience là hiển thị thông tin những người đang subscribe mình, là sự bạn khánh linh cho mình, cần link vào mình hiện nhìn thấy là tuổi này, giới tính, tên các kiểu này. Mình là sử dụng một cái thiết tác để lọc người dùng này. Cái này các bạn chắc cũng chưa cần đâu, chưa cần hiểu đâu. Phần tiếp theo là phần live chat. Live chat thì là gì? Nó chính là cái phần chat bình thường của cái này luôn. Chỉ nhận này. Đấy. Cũng tương tự chứ là như cái chat bình thường này. Còn live chat Bluetooth thì không cần nhé. In-gate, đây này, cái phần quan trọng nhất mà mình muốn các bạn tập trung vào là gì? Một phần automation này, quan trọng nhất, automation. Thì ở đây ấy, thì đầu tiên mình muốn các bạn cài đặt là welcome message. Welcome message này tức là gì? Tức là khi họ vừa mới bắt đầu click vào phát, là nó sẽ hiển thị luôn message đầu tiên của mình. Và sửa nha, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt này. Ấn vào edit message này, nhà edit message nha, messenger nha. Chào, ấn một vòng loại này,
hai con gọn này, ấn hai con gọn này nhá. Con gọn này này, con gọn này cứ liền nhau à. Một con gọn, hai con gọn thì nó sẽ hiển thị ra cái first name, last name, full name, page name không? Thì mình lấy luôn full name. Thì cái nó sẽ ví dụ ông ấy tên ông Đức chẳng hạn, thì nó sẽ là chào Đức. Đấy là đấy. Chào. Đây mình có chuẩn bị cái bạn rồi. Chào mừng bạn đã đến với shop giấy tích. Bạn này nhá. Mình bạn đã đến shop giấy đây rồi, đơn hàng này, bla bla này, bắt click đây nhá. Xong mình demo. Demo luôn. Demo luôn. Đây là welcome message từ gì ạ? Từ khi người ta ấn vào phát. Đấy, mình gửi cho ta cái đường link này nhá. Đường link này này. Đây chính là đường link fanpage. Cái fan đường link này ấy, mình click fanpage nhá. Đường link này thì nó đòi hỏi mình là phải tầm 20 đến 25 like. Thì mình sẽ được đổi đường link đấy. Như đường link của mình là m.min.hoangdiet. Tức là mình sẽ đổi cái số này, đổi cái số này thành cái tên này. Muốn đổi thì bạn khi bạn đủ like để vào đây này. Để bạn đổi đường link nó dễ. Giới thiệu trang. Nếu mà vào giới thiệu trang nó sẽ có nhé. Cái này đổ rồi nó không chịu đổi nữa sao? Đúng không? Đổ rồi không chịu đổi nữa. Đấy thì đây nhá, mình lại nhá. Đấy, copy đường link này. Vào phần drop bar này copy đường link gửi cho bạn bè mình. Đây trên đường link Messenger của fanpage rồi. Gửi cho bạn bè. Họ ấn bắt đầu phát welcome message mình một cái đạt đấy thì nó sẽ là chào Mạnh Nguyễn Hoàng, chào mừng bạn đến với shop giấy của người lớn, đúng không? Đấy, đơn giản không? Thế là bạn đã cài đặt luôn được cái bắt đầu đi trên này, câu chào hỏi auto mission này, welcome message này. Thì lại có thể là sửa thêm một số cái thông tin khác, giả sử như là mình khi người ta bắt đầu người ta chat mình thì bắt đầu mình lập kịch bản chốt xin người ta luôn. Đấy, cái này quan trọng không phải kỹ thuật. Cái này hay cái là người nào lập kịch bản hay thì người đấy sẽ được cái sự ưu đãi của khách hàng, sự tin tưởng khách hàng trên kịch bản. Giả sử như mình muốn lập một kịch bản sẵn đầy đủ đơn giản là dày hot cả. Dày hot. Cái này là dày nào. Đức là dày nữ. Click vào cái dày hot này nhá. Xong ấn vào cái create new message này. Đấy chưa? Dày hot. Ở đây nó sẽ có một số tùy chọn. Cái tùy chọn đầu tiên nó là reply with message. Tức là gì? Tức là sẽ trả lời bạn với những cái dòng chữ như này. Nó text. Đầu tiên là text nhá. Cái thứ hai là open website. Open website là gì? Nó sẽ mở cái trang web của bạn là giả sử như trang web của mình là google.com nhá. Open website, paste cái đường link vào đây. Nó sẽ mở, khi người ta click vào dây hot, nó sẽ mở một website nha. Xem nha. Còn cái trò thứ ba là call phone number thì nó sẽ gọi điện thoại. Tự động gọi điện thoại cho cái số điện thoại của bạn cài đặt vào đây. 0169666666 nha. Thì khi là click vào dây làm thì nó sẽ gọi đến cái số này. Dây lữ chẳng hạn. Reply with message thì nó sẽ lựa chọn, nó sẽ đây, nó sẽ đánh chữ nhỉ. Bạn click vào reply with message chẳng hạn. Như này. Anh chị hãy gõ cái mã dây để em gửi hàng cho anh chị chẳng hạn thế. Thì ở đây nó có một số, đây là gửi chữ nhé. Ngoài ra nó còn một số cách cực kỳ hay là gì? Gửi ảnh. Đấy.
gửi những cái audio, video, gửi file, delay khá là hay này. Thử cho delay vào cho bạn đấy. Delay này nó giống như kiểu là nó đợi khoảng 3 giây. Số tay thì đợi 3 giây xong thì nó mới hiển thị cái này, rất là giống người thật. Mình thử thêm cái ảnh nhé. Ảnh nhá, mình thêm ảnh nhá. Nhấn public nhá. Public. Ở đây không không phải rồi. Bây giờ bắt đầu. Thế mới bắt đầu rồi nó không cho tạo phát điện. Chưa đến start phát là được. Mình thử vào được lúc khác. Đây là này, lưu trú này được. Bắt đầu file nhé. Như vậy vừa mình tạo ra cái đặt nó có ba cái phím rồi, dày hot này, dày lam, dày nữ rồi, bạn nhớ không ạ? Vừa mình tạo ở trong cái welcome message này có dày hot, dày lam, dày nữ rồi, thì sang đây mình tạo xong thì nó có luôn cái dày hot, dày lam, dày nữ luôn đúng không? Để tăng nhấn. Hay quá. Đấy, giấy hoa ra là nữ. Đầu tiên mình cài đặt giấy giấy hoa thì mình nhảy sang trong web rồi. Click fan để sang trang Google luôn. Thấy chưa? Đấy. Open with website các bạn nhớ nhá. Đây mình vào cái này. Open with website mình nhảy sang trang khác này. Click để làm thì bắt đầu nó gọi điện thoại. Gọi điện thoại nhưng mà cái thằng Windows Phone này, à, cái thằng đây là máy tính thì không gọi được. Nhưng mà nếu bạn ai mà online mà ai muốn online điện thoại thì bù phát nó kết nối nó gọi điện thoại cho mình. Cái đây là giấy nữ nhá, hiển thị message ra đấy đúng không, typing nhé, nhớ không, hãy gõ mã giày để em gửi hàng cho anh. Đó, em gửi luôn cho một cái ảnh hay không, gõ mã giày để gửi hàng cho anh là cái gì, thì nó chính là cái keyword. Các bạn vào phần keyword nhé, keyword này, keyword này tức là nhà, tức là khi và sử nhá. Ừ, giống cái fanpage của mình nhé. Đấy. Fanpage mà ông nào ông gọi chữ kiếm tiền này là đấy. Keyword, keyword thì chữ kiếm tiền. Ai gọi chữ kiếm tiền nó sẽ hiển thị message từ, thì giả sử như mấy ông bán giày ạ. Đây bán giày đây. Thì mình sẽ thêm một keyword là à, giả sử cái giày đấy là mã là giày 45 ạ, đúng không? Từ phát. Thì khi người ta gọi chữ giày 45 thì 45 gửi chị mã giày 45 còn là thôi ạ. Rồi xong mình thêm một cái ảnh. Rồi thật ra mình thêm nhiều ảnh ra. Rồi mình thêm nhiều ảnh thêm như này. Đấy, tức là cái rendering chỉ là thêm nhiều ảnh. Dạy vừa ảnh là public chứ. Đẹp cứ lắm. Này tướng chưa dùng bao giờ. Nó bắt nhập tay tú. Rồi. Thì sang đây nhá. Giả sử anh chị hãy gõ mã giày để tôi gửi cửa hàng anh chị. Thằng kia đúng không? Giày 45 là đúng không? Em từ pha. Em gửi anh chị ảnh giày 45 còn 3 sản phẩm nữa. Đấy, đeo không? Em gửi anh này. À, thế là mình chưa cài đặt ảnh cho nó. Đấy. Mình cài đặt lại ảnh cho nó nhá. Thế là này nhá. Click nhá. Có lại nhá. Giày 45 là từ một ảnh, hai ảnh, đeo không? Đấy, nó hiển thị ấy. Mình làm lại hình ảnh nhé. À, mình
dây 4 5 xanh. Xong mình đi có thể là giá gốc 600k đang giảm còn 200k trả về. Thằng này á hay là 50 giấy giấy độ ảnh hạn đấy public thì gọi là giấy 4 năm nhìn nhau bắt đầu đấy giấy 4 năm là không mình có thể gửi cho họ đấy cái thứ hai. Ngoài ra có một số cái như gửi audio video gửi file đấy đấy là keyword và hiểu keyword không ạ. Và mình có thể thêm một số keyword như là khuyến mại, enter phát. Đấy là mình, anh chị đã được mã giảm giá 50.000 ạ. Và phải là CLXXX45 ạ. Đấy, từ đây mình sẽ gửi cho họ. Mình sẽ giữ một mỗi event này không? Xin chúc mừng anh chị. Mình cần gửi lời xin chúc mừng anh chị đã được giải khuyến khích được giảm giá 50k khi mua bất kỳ sản phẩm nào. Vui lòng gõ khuyến mại để nhận mã giảm giá đấy dụ đấy thì khi mình có lệnh khi mình ấy này ra thì họ sẽ gọi chữ là khuyến mại nhỉ. Anh chị đã được gọi là khuyến mại đấy đúng không, hay không? Đấy là cái sức mạnh keyword. Keyword này nó còn một cái hay là vừa mình đầu video mình bảo ấy. Giả sử như là mình có thể thêm một số hàng ngày mình update những câu hỏi của khách hàng hàng ngày người ta hỏi đến đây hiểu không, xong rồi mình tự update một trả lời lên thì đến lúc một ngày nào đấy thì cái kho dữ liệu hàng ngày hàng đời giả sử như là mấy ngày ship chẳng hạn hoặc là đấy mình mấy ngày ship này giá ship này mình thêm những cái câu hỏi khách hàng hay hỏi vào đây thì họ chỉ cần giá ship của khác. Có một cái đó gì, có một cái rất hay là message e tức là cái mà họ ấn đấy họ gõ ấy, nó giống với gì chữ khuyến mại này. Hoặc là có một cái là message content tức là chứa, tức là họ chỉ cần chứa cái họ gõ một văn bản dài như kiểu message ship này. Xong họ nói chung là cái chữ đấy thì mình chứa cái chữ mấy ngày ship thì tự động nó trả lời thử nhá hai ngày bắt đi này con đi này thế nha mọi người cho hỏi mấy ngày ship nhá đấy thì nó chỉ cần chứa cái chữ mấy ngày ship lại thì nó sẽ trả lời luôn là cái câu đấy. Thì muốn làm như thế thì mình sẽ chọn cái phần là content tức là chứa cái ký tự đấy, begin with tức là bắt đầu bằng ký tự đấy thì nó sẽ bắt đầu mấy ngày ship. Content y tức là giống cái gì mà hiểu nhận thì hàng này mà muốn cái kho dữ liệu chuẩn hơn nhiều hơn thì bạn cứ thêm cái câu trả lời, câu hỏi, câu trả lời vào đây thì hàng này nó sẽ update cho bạn. Nếu các bạn đã hiểu thì comment hiểu. Rồi, đi dễ không? Nhưng mà cái này nó chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi. Cái phần hay là đằng sau cơ. Default Z line tức là gì? Tức là khi hẹn ấn bất kỳ chữ gì mà nó không liên quan đến ký tự nó sẽ trả lời bla 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 như thế. Thì mà Default Z line thì họ ấn thì tức nhất là mình xóa nó đi. Thì họ ấn ký tự ấn tình nó cũng tự trả lời theo cái này. Mình không thích cái này nữa. Có một cái hay là cái sequence. Sequence là gì? T
SQL, tức là mình sẽ lập lịch để mình phải chăm sóc khách hàng. Giả sử như mình tạo một SQL nha, chăm sóc độ dày. Đấy, ở đây thì nó sẽ có những cái lịch. Giả sử như ngay bây giờ, ngay tức sau 1 ngày, sau 20 phút, sau 1 giờ, sau 3 ngày. Cái này lịch em có thể tùy chỉnh nhá. Sau 1 ngày, sau 2 ngày mình chỉnh hết này. Sau 100 ngày, sau 1.000 ngày cũng được này. Tức là nhỉ? Tức là nhá, sau 1 ngày thì là sau khoảng 3 ngày đi, bắt đầu mình gửi cho họ là anh đây là đi bên xin sau 3 ngày mà mình họ xin vào lòng mình lỡ sẽ mình sẽ xét tự động là anh chị đã nhận được giày chưa, anh chị có thấy hài lòng không, ví dụ đấy, bắt lên đèn phát. Nó ấn vào đây, ấn vào mở này, một xanh này. Thì sau 3 ngày, after 3 đây nhá, thì nó sẽ tự động, nó gửi cái tin nhắn đấy, gửi tin nhắn này này, cho người ta. Ví dụ thế. Còn là sau 20 phút. Đây sau 20 phút thì mới được tùy chỉnh số phút nhá. Tùy chỉnh hành giờ đây nhá, tùy ngày nhá, cái tùy chỉnh hết này. Hoặc là sau 1 tuần, sau 1 tháng, sau 30 ngày nhá. Mình thêm một cái message là gì? Anh chị thấy cái sản phẩm bên em như là nào? Bên em như nào? Vân như thế. Bạn có thể những cái này bạn tùy chỉnh thôi. Hoặc là có một cái đấy, đấy là cái tự động gửi tin nhắn, lập lịch thích bao giờ được, mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng được hết. Hay không? Nếu bạn thấy hay thì hãy comment hay. Đấy, tôi lập lịch cực kỳ hay luôn. Đợt trước ở bên chat luôn ấy, cũng có một ông lập lịch nhỉ. Tức là hàng ngày học tiếng Anh đúng không? Có một fanpage học tiếng Anh thì hàng ngày ông lập lịch, ông gửi những từ mới cho người ta. Những người mà theo dõi cái fanpage đấy, hàng ngày ông gửi từ mới cho người ta. Thế là mỗi ngày ông gửi 5 từ mới cho người ta, ngồi người ta học thuộc 5 từ mới đấy. Thế là người ta học được tiếng Anh. Hay không? À, ứng dụng nhiều cái lắm, cái này nếu biết ứng dụng thì hay lắm. Còn một cái nữa mình thấy nó rất là hay là cái in get là gì, tức là mình sẽ gửi một phát, mình gửi tin nhắn cho tất cả những người mà đang theo dõi mình. Giả sử như cái này, cái này của mình này, in get nha, cái này của mình có 471 ông đúng không, nhưng phần in get mình tạo cái lưu Pascal này, mình gọi là chào bạn, mình đang live stream, bạn hãy vào để xem live stream của mình đi ạ. Ta dự đấy mình sang cái link này thì không, mình sang link kia là tính sắp tăng cố lệch phát xem nào cơ gì. Tức là nhá, khi mình ấn vào xem nào phát video đi. Từ khi mình ấn xem nào phát ấy, thì nó gửi tin nhắn cho tất cả những người nào mà đang theo dõi mình. Thì giả sử như cái link này của mình nó có 471 ông đúng không? Mình ấn vào xem nào phát thì nó gửi cả tin nhắn cho cả 471 ông cùng nhận luôn. Bạn thấy kinh không ạ? Người fan vào thẳng inbox luôn. Bởi vì họ đã start rồi mà. Khi họ đã start rồi thì họ nằm trong danh sách của mình. Mà khi nằm trong danh sách của mình thì mình có quyền gửi tất bất kỳ thứ gì, bất cứ thứ gì cho họ. Đấy, thấy em kinh khủng. Như xem nào nhá. Cái link này của mình chỉ 2 user thôi. Đấy. Giờ mình vào phần thằng này. Đấy. Chào bạn, mình đã xem này chị mà mình xem. Là chị mình nhẹ đấy, hay không? Gửi tin nhắn nha, thử phát nữa. Đấy, thì cái này nó cũng giống như kia thôi, mình có thể thêm những cái option mà Đức Hoàng nhỉ anh, cảm ơn bạn anh, nó cũng như kia thôi, cũng có tách ảnh các kiểu. Đấy, nó có nhiều tùy chọn lắm, không phải một xem nào không.
là có thể đây mình tìm chuẩn là kiểu sau 24 giờ đấy. Đây này, nó lưu tỷ chuẩn là promotion follow up đấy, sau 24 giờ mà gửi một cái tin nhắn cho họ để họ có thể nhận được nhiều thứ hơn. Các bạn có thể là tự tự tìm hiểu cái này hay lắm đấy. Thế là bạn chỉ mất khoảng 20 phút là bạn tạo xong một cái con post chat. À đâu, mình quên mất là mình chưa hướng dẫn bạn cái main menu này. Main menu, main menu là cái gì? Đây mình vào đây nhá. Nó chỉ là cái này, kiếm tiền Ruka, PVN team. Mình có thể tạo cái menu của mình. Thì đầu tiên mới đầu vào thì chưa có menu gì đâu. Thì các bạn vào phần automation này, vào main menu này. Bạn tạo một cái menu, tạo một cái menu. Sau tôi nó là giày lam này, menu là giày nữ, giày nữ đấy. Giày nữ mình cho nhảy sang website khác, sang Google chứng khoán dễ. Giày lam thì bắt đầu cho hiển thị Messi. Chào bạn, mã giày nào ra đây? Ví dụ đấy thôi, bạn tùy biến nha sĩ của bạn là hay khách hàng đọc họ cảm thấy là giống người, họ cảm thấy là họ đang được chăm sóc thì nó cực kỳ hay. Anh bắt tới đi nhá. Cảm ơn bạn. Nói gì đấy? Giật hàng nhà xin đúng không? Ở đây tạo văn hàng này, tạo đi sao nhân vật này. Ở đây rồi, là sử dụng nghe em làm lại nhé. Đấy, cái menu của mình lúc này nó có luôn menu không? Có giấy làm giấy lữ không? Ấn giấy làm phát là hiện bà la bà la. Đấy, ấn giấy lữ thì nó mở website. Đấy, đây mình tạo menu của mình. Thì đây là cái bản miễn phí ấy, nên là nó có chữ Power by ManyChat ấy. Thì là cái phí của nó mình không biết là bao nhiêu đô. Nếu mà bạn có phí thì nó sẽ không có chữ này. Bạn hiểu không ạ? Hay không? Đấy, bạn chỉ mất khoảng 20 phút 20 phút làm quen với cái này và bạn tạo ngay được, tạo ngay được một cái bot chat cho mình. Rất là đơn giản. Thì sau live stream này bạn có thể hỏi đáp hoặc là bạn xem lại video này để xem từng bước mình hướng dẫn một thì mình biết luôn các bước đây các bạn dễ hiểu nhá. Bước này làm cái bước luôn, bước một là tạo fanpage nếu có rồi không tạo nữa. Bước hai là đăng nhập lên được chat kết nối. Bước ba là tạo welcome message. Bước 4 tạo menu. Bước 5 tạo keyword. Bước 6 là đọc thêm, có thêm cái sequence. Tạo thêm sequence này. Sequence này là lập lịch hàng ngày đấy. Bước 7 thì mình thêm một số các cái in-gate. Engage từ gửi tin nhắn cho toàn bộ. Đấy, rất là dễ dàng rồi, hiểu chưa? Đấy, có 7 bước này, rất đơn giản, 20 phút là xong. Bạn có hiểu không ạ? Nếu hiểu thì comment hiểu, comment hiểu giúp mình nha. Đúng không? Đây là hơi nhanh đúng không? Ừ thì tí em xem lại là em sẽ hiểu nhá. Đấy thì phải thực hành ngay chứ. Rồi thì bây giờ cũng muộn rồi, anh định livestream
Tính ra chim thêm thôi, nhưng mà thôi muộn rồi. Thì là chim sau này sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nha. Cái này thì mình đấy nó chỉ có mấy bước này thôi. Xem lại từng bước một thì bạn sẽ hiểu. Chỉ cần 2 3 phút là bạn hiểu ngay rồi. Thì ở live stream sau ấy thì anh sẽ hướng dẫn các em là tạo tạo vịt cái bot chat CMCB. Thì đợt trước mình tạo được một cái rồi nhưng mà nó bị lỗi nên là bây giờ không demo được. Bạn phải demo qua cái này fb.com gạch chéo trợ lý vẽ điệu, hoặc là bạn đi mua bạn sơn nha. Chat với vẽ điệu đây, click vào cái này. Thằng này vui cười á, chat thì nó hay á. Em muốn gửi tin nhắn nhá. Nó là như của Simi hồi xưa mình hay nghịch ấy. Các bạn biết Simi đúng không? Ai biết Simi thì hãy comment xuống đây là Simi. Mẹ Simi nhá. Hướng dẫn. Thằng này chia là thằng Simi này. Thằng này kinh khủng không? Nó có rất nhiều chức năng. Đấy, chức năng của cái thằng chat fluent này, trò chuyện ngắn gấu này, tra cứu quản lý karaoke này, tra cứu dân số này, dự báo thời tiết này, món ăn mỗi ngày này, lập lịch sự kiện này, lập lịch nhắc sự kiện nhé, kinh không, nhắc nhở khuyến mại di động này, thậm chí là giải toán giải hóa học tiếng Anh học tiếng Nhật này, get link vip này, cũng đã kinh không. Từ ông chỉ cần là ông có link vip của F-xe, ông vất lên cái thằng này là nó tự có get link cho mình, cực kỳ kinh khủng. Giải toán được chưa, kiểu đây giả sử ông cho giải toán này vào đây nào. Đấy, bạn cho giải toán vào đây nào, ông trả lời được x bằng 1. Đấy, như này bọn này đi thi đại học ấy, cần đéo thì viết mỗi cái câu hỏi ở đây enter phát trả lời được mình luôn. Đấy, hay không? Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái auto chat Việt Nam, auto chat Việt Nam. Thì cái bạn này là bạn của Việt Nam thì công nghệ Việt Nam nó phát triển nhưng mà nó chưa hoàn thiện nên là mình cũng chưa muốn hướng dẫn các bạn. Thì cái tạo chatbot của Việt Nam nó dễ hơn cái thằng ở nước ngoài. Thứ nhất là giọng là ngôn ngữ, thứ hai là cái giao diện của nó cũng dễ hơn. Bạn tạo mất chỉ 2 5 phút thôi là xong một cái bot chat, cũng có tất cả những tính năng của thằng thằng ManyChat này nhưng mà nó đầy đủ hơn, nó nhiều thứ năng kinh khủng lắm. Nó có thể đo lường được là nó bao nhiêu thằng click vào đây, nó bao nhiêu thằng click vào có, bao nhiêu thằng click không muốn, và thằng nào click không muốn ấy, thì nó có thể là gửi tin nhắn lại là tại sao bạn không muốn hay nhau đấy, nó đo lường hết. Mà hàng Việt, người Việt dùng hàng Việt cho dễ, nó cũng miễn phí, thằng thằng của Việt Nam miễn phí. Thì do mình sẽ hướng dẫn bạn là dùng cái thằng của Việt Nam nó dễ dùng hơn, mà chức năng của nó cũng hay hơn nhiều, hay lắm. Thế nhá, thì để mình nhận được quà tặng của mình ấy, ai có nhận quà tặng thì hãy comment quà tặng nha, comment quà tặng để mình biết à, để nhận được quà tặng mình thì bạn vào cái đường dẫn là gì, fb.com gạch chéo Đức Hoàng Z, fb.com gạch chéo Đức Hoàng Z, xong bạn gõ từ khóa là gì, gõ từ khóa là fb, mình tự viết chữ fb xong rồi enter phát, xong bạn nên nhận quà để mình demo nhá. Vào thằng này fb.com gạch chéo Đức Hoàng Z. Bạn gõ này, có lưu gửi tin nhắn này, gõ chữ đó không phải là FB đâu, các bạn vào phần là m.my, chữ đi còn nữa m.my thì ra message luôn. Còn cái kia là, cái này là cái trang fanpage m.my cái chéo đưa bằng z, xong bạn bạn gõ chữ FB enter phát đấy, thì bạn sẽ nhận được quà, ấn vào tải ngay đấy. Đây là một trang ý tưởng này.
nào bạn nhận hải quan là giúp mình nhá. Ok, anh nhớ theo dõi link Facebook của mình để có thể xem mình nhiều thông tin hữu ích hơn. Đây 30 ebook cùng này. Thần ebook hay 11 lý do không kiếm tiền từ quảng cáo, thuật ngữ internet, 15 đơn giản để xây dựng được chất lượng. Đấy thì các bạn vào phần đấy kia các bạn nhận qua nhá. Rồi các bạn câu hỏi đây các bạn. Thì giờ muộn rồi thì mình xin phép là nghỉ nhá. Chào tạm biệt các bạn, chúc bạn buổi tối tốt lành, chúc bạn ngoan nha. Bye. Nhớ theo dõi YouTube mình nha. Bye bye.